Mình đưa các bạn tới khu vực đua thuyền. Vâng, qua màn hình thì các bạn thấy không khí ở đây rất là đông vui. Vâng, thưa các bạn, đây là giải đua thuyền hàng năm tổ chức tại khu vực Hồ Tây, thành phố Hà Nội. Trên qua thế này là thực hiện cái mặt năm nay thì sẽ có 32 đoàn tham dự thế, nhưng tôi nói là Malaysia là đội Trung Quốc. Vâng, thưa các bạn, các đoàn, các đội hiện tại đang làm công tác khởi động. Đó có một cái điều đặc biệt là lễ hội đua thuyền rồng của năm nay là tất cả các đoàn đều là nghiệp dư. Vâng, qua màn hình thì các bạn có thể thấy được không khí vô cùng sôi động ở khu vực Hồ Tây của thành phố Hà Nội. Rất nhiều các đài báo truyền hình tác nghiệp ở trong khu vực này. Và không khí rất là vui để cổ vũ cho giải đua Nguyễn Xuân Kỷ Hợi năm 2017. Thì lễ hội bắn pháo hoa tại Đà Nẵng vào lúc này đã trở thành một trong những sấm rừng để trong tay và việc chúng ta biết là chúng ta có thank you.
các bạn, không khí ở đây vô cùng là sôi động. Yeah.